Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Huy. Chào Minh Châu. Chà, đem cái gì mà cà rổ đây? Em có quà cho anh đó. Nấm hả? Nhiều loại nấm quá ha. Nhưng mà anh nói nghe nè, 10 lần mà Minh Châu tặng anh quà, anh thấy là toàn là đồ chưa ăn được không à? Có ý gì không? Nó đâu có ý gì đâu, em chỉ muốn tặng quà cho anh Huy thôi mà. Thì không có. Dạ không. Anh Huy phải hiểu ý em chứ, mình làm với nhau lâu vậy rồi mà. Em tặng đồ chưa có chín cho anh Huy để anh Huy nấu cho em ăn đó. Nói vậy thôi chứ anh biết chắc ngay là thế nào. Em cũng kêu anh nấu cho em ăn từ những cái món nấm này đúng không? Dạ. Vậy trong chương trình Món Ngon 10 phút ngày hôm nay, anh em mình sẽ sử dụng nấm để chế biến một món ăn. Món gì vậy anh? Xin mời Minh Châu cùng quý vị khán giả chúng ta hãy vào bếp với món thịt ba rọi xào nấm. Để chế biến món này thì chúng ta cần có nấm rơm, nấm mèo, nấm đông cô, nấm bào ngư, thịt ba rọi, hành lá, hành tây, hành tỏi băm, gừng băm, ớt băm, dầu mè, một số gia vị thông dụng và sốt tương đậu nành Lisa. Em thấy mọi thứ sẵn sàng hết rồi đó, bây giờ mình làm gì hả anh Huy? Trước hết là thịt ba rọi này, chúng ta sẽ cắt miếng nhỏ vừa ăn và sẽ ướp thấm trước khi mà chế biến. Dạ. Nha. Chúng ta sẽ lần lượt ướp thịt ba rọi với một ít tiêu, hạt nêm Aji ngon. Bây giờ Minh Châu trộn đều lên cho anh, rồi để một bên để cho nó thấm. Trong lúc này tất cả các loại nấm chúng ta cũng phải sơ chế trước. Nấm đầu tiên là nấm mèo này, anh Huy sẽ rửa sạch, ngâm qua nước ấm ấm, rửa sạch lại vài lần, sau đó chúng ta sẽ cắt sợi nhỏ nhỏ. Dạ. Anh Huy chỉ em cách lựa nấm mèo đi anh Huy. Chúng ta sẽ lựa nấm mèo có những cái tai nấm mèo thật là lớn, màu đen và phía trên thì có một lớp nhung bao bọc ở xung quanh của nấm mèo. Dạ. Mặt trên. Với những lưu ý của anh Huy vừa rồi thì chắc chắn là quý vị khán giả đã biết cách để chọn nấm ngon và tốt cho sức khỏe rồi đúng không nào? Như vậy thì quý vị nên cần khéo léo khi chọn nấm để có được món ăn ngon nha. Cô, chúng ta cũng cắt miếng vừa ăn. Bào ngư này chúng ta xé ra như vậy là được rồi. Dạ. Đây. Anh Huy ơi, tích tắc, sắp hết giờ sơ chế rồi nha. Đúng rồi, thật là lẹ. Bây giờ chỉ còn cắt hành lá ra từng khúc nè. Hành tây anh cũng cắt ra từng muối nhỏ nhỏ. Để cho món xào này được ngon thì trước tiên chúng ta phải pha sốt. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng sốt tương đậu nành Lisa khoảng nửa muỗng canh, 2 muỗng canh nước. Nếu mà ở nhà có nước dùng thì chúng ta sẽ sử dụng nước dùng để món xào được đậm đà hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng nước dùng để pha nước sốt, như vậy thì món ăn sẽ thơm ngon và đậm đà hơn. 1 muỗng cà phê đường và khoảng 1 muỗng cà phê nước tương đậu nành Lisa. Minh Châu khuấy đều lên giúp anh Huy. Dạ, rất sẵn sàng. Thưa quý vị, lúc này thì gia vị đã thấm vô thịt rồi, chúng ta chỉ cần mở lửa lên và trong tích tắc sẽ có một món xào rất là ngon miệng. Khi chảo nóng chúng ta sẽ cho dầu vô. Đầu tiên anh Huy sẽ cho hành tỏi băm vô nào. Dạ. Gừng và cả ớt nữa. Đó, khi mà hỗn hợp này đã thơm lên rồi và chuẩn bị chuyển sang màu vàng. Dạ. Chúng ta sẽ cho toàn bộ thịt vô. Dạ. Để xào chung. Xào đến khi nào thịt săn lại phải không anh Huy? Đúng rồi, và khi xào thì Minh Châu nhớ là chúng ta xào lửa hơi lớn một chút xíu để cho thịt săn lại ha. Dạ. Công đoạn tiếp theo là Minh Châu cho toàn bộ nước sốt anh vừa pha đó, cho hết vô cho anh. Cho hết một lượt luôn hả anh? Đúng rồi. Dạ xong rồi. Wow. Đã nói là món ngon trong tích tắc thì phải làm thật là lẹ. Dạ. Đi xem đây, toàn bộ nấm anh Huy sẽ cho vô chung luôn và đảo đều lên ha. Dạ. Lúc này thì thịt cũng đã vừa chín rồi, chúng ta sẽ cho luôn hành tây và hành lá vô. Dạ. Và khi cho vô rồi đảo đều một chút xíu. Rồi, em tắt lửa được rồi Minh Châu. Em tắt lửa. Cho một chút xíu dầu mè vô nè. Wow, dầu mè thì rất là thơm. Đảo đều lên đi. Dạ. Dạ. Rắc một ít tiêu cho thơm. Thế là món ăn đã hoàn tất, chỉ trong nháy mắt thôi chúng ta sẽ có một món rất là ngon. Rồi, anh sẽ cho ra dĩa nha. Dạ. Anh sẽ trang trí một ít ngò nè. Một chút xíu ớt. Đây. Chắc là món quà của anh tặng cho Minh Châu là một miếng thịt. Ha. Dạ. Một miếng nấm đông cô nè. Mời em. Em cảm ơn Huy. Nấm mềm, ngọt. Mà cái nước sốt anh Huy pha đó, em không biết diễn tả làm sao anh Huy ơi. Nó lạ lắm.
chắc là quý vị khán giả phải tự mình chế biến và thưởng thức ở nhà rồi mới có thể có được cái ý kiến chính xác nhất. Thực ra món này anh Huy kết hợp giữa sốt tương Lisa và nước tương đậu nành Lisa hòa quyện lại để tạo ra một cái sốt thì cái mang chút xíu phong cách của người Nhật. Dạ. Kết hợp với các loại nấm này thì xào lên ăn rất là ngon. Dễ làm không nè? Dạ đúng rồi, rất là dễ làm. Làm nhanh không nè? Dạ đúng rồi, rất là nhanh. Vậy là lần sau anh phải ghé nhà Minh Châu để anh tặng quà lại cho Minh Châu và lúc đó em chế biến cho anh thưởng thức mới được. Ngày đó sẽ rất là xa xôi đó anh Huy. Nhưng mà dù sao em cũng rất là cảm ơn anh Huy. Một món ngon trong vòng có 10 phút thôi nhưng mà chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó. Món ngon trong 10 phút. Với món thịt ba rọi xào nấm, chỉ chế biến trong tích tắc là xong. Minh Châu đã tự tin rồi. Còn quý vị khán giả thì sao? Tôi nghĩ là chỉ trong 10 phút quý vị có thể vào bếp để chế biến một món thật là ngon như thế này. Chúc quý vị và các bạn thành công. Và nên nhớ là mỗi khi ăn món ngon nào đó thì hãy nhớ đến Món Ngon Mỗi Ngày quý vị nhé. Bằng cách liên lạc với chúng tôi theo hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto số 061-882-6188. Bây giờ, đầu bếp Thanh Huy và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.